Con gái đích thân là một việc chưa từng có dành cho Phi Nhung, cộng đồng mạng nghẹt ngào vì ý nghĩa phía sau. Sau lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung, Wendy thông báo bản thân đang bắt đầu học làm một việc chưa từng thử qua trước đó để gửi đến người hâm mộ, khiến ai cũng nghẹt ngào. Ngày 5 tháng 1, lễ viếng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được tổ chức tại nhà riêng với không khí long trọng. Trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip đẫm nước mắt của dàn con nuôi cố ca sĩ khi tiễn biệt mẹ lần cuối. Bên cạnh đó, những thông tin về Hồ Văn Cường cũng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Vào sáng ngày 7 tháng 1, trên trang cá nhân của mình, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng thu hút sự chú ý và quan tâm của netizen. Theo đó, cô cho biết bản thân đang thử thách ở một công việc mới hoàn toàn chưa từng làm trước đó. Cụ thể, ông bà, cô chú, anh chị em, hôm nay bắt đầu làm thơ để gửi đến mọi người mà đã từ thiện để xây dựng trường lớp Việt ngữ Phi Nhung. Con cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho mẹ của con và bây giờ cho gia đình nhỏ của con luôn. Theo đó, con ruột của cố ca sĩ sẽ tập làm thơ, công việc cô chưa từng thử làm qua, để tặng đến toàn bộ khán giả đã ủng hộ tiền từ thiện xây dựng trường Việt ngữ. Đây được xem như là món quà mang giá trị tinh thần cực lớn của Wendy dành cho người hâm mộ, cũng như lời cảm ơn của cô và Phi Nhung đã dành tình cảm yêu thương cho gia đình cố ca sĩ. Có thể thấy, dù đã hơn 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi trần, nhưng tình cảm mà khán giả dành cho cô vẫn luôn đong đầy. Wendy kể từ khi sau khi mẹ mất, cũng đã học cách ổn định lại cuộc sống và dần thoát ra khỏi sự đau khổ. Cô thường xuyên livestream và đăng những video về Phi Nhung để khán giả luôn nhớ mãi về hình ảnh của cố ca sĩ. Liên quan đến thông tin lễ viếng 100 ngày của ca sĩ Phi Nhung, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip các con nuôi hát từng nhớ cố ca sĩ, khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Bên cạnh đó, hình ảnh Đức Hiếu đứng lặng nhìn một bên với đôi mắt rơm rớm nước mắt khiến netizen không khỏi xót xa.